Bọn Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Cái clip này bọn Sa Đức Huy muốn chia sẻ và giới thiệu với quý vị những cái tác phẩm của anh Tuấn Phương Thanh Trì Hà Nội quý vị nhé. Thì đầu tiên trước mắt quý vị là cái tác phẩm Khuất Kỷ Cầu Thân, một tác phẩm tranh cổ rất già của anh mang đến triển lãm lần này. Thì tác phẩm đã đặt ở cái sảnh chính quý vị nhé, sảnh chính những cái hàng đầu ở triển lãm này, bên cạnh cái nối đi giải thảm quý vị nhé, để quý vị chiêm ngưỡng cái bộ bệ của thân, chiêm ngưỡng những cái đẹp của thân. Một cây cực kỳ nghệ thuật của nhà vườn anh Tuấn Phương quý vị nhé. Khuất Kỷ Cầu Thân. Thì nói nhắc đến cái tên này thì quý vị cũng hiểu đơn giản. Thì cũng một người rất là thể hiện một người khiêm nhường. Quý vị có thể cảm nhận. Đây quý vị này, cái xanh của anh Tuấn Phương. Cực kỳ đẹp. Thì quý vị thì sẽ ngắm những cái tác phẩm này, quý vị sẽ cho quý vị những cái thích thú riêng, bởi vì đây là cái cuộc triển lãm lần này quy tụ rất nhiều cái tác phẩm đẹp. Chắc chắn là đây là những cái tác phẩm đấy, đây có người đẹp này. Đấy, đây làm các ống kính của phóng viên cứ trao đảo hết. Đấy nào. Đấy. Bác mà quay cô áo đỏ này là thế nào, khách chỉ có nhìn cô áo đỏ chứ chẳng ngắm cây của bác. Đấy. Anh đừng có nói tôi cái câu là áo đỏ chứng tỏ đang yêu nhé. Đấy. Đây, bác Đỗ Sinh. Đỗ Sinh, bác hai chú cháu chúng tôi đang ghi hình. Chào chú Đỗ Sinh nhá. Rồi, chào anh. Vâng. Có phải Nguyễn Sơn không? Không, cháu Bonsai Đức Huy. À, Bonsai Đức Huy vừa ngồi đây nhỉ? Vâng. Đấy, cái trí nhớ của tôi nó ầm ầm thế này. Vâng, vâng. Vừa đấy. Số điện thoại của nhau rồi. Mà... Đây, bác cháu tôi vừa mới ngồi rồi, với nhau. Cảm ơn anh Đức Huy nhá. Đây là rồi. Quý vị đây. Đây là chú Đỗ Sinh nhá. Vâng, anh nhà vườn... Quay vào anh hai cây chi kia. Dạ, vâng, em vừa quay rồi ạ. Và tác phẩm nào ở đây em cũng dần dần em ghi hình hết. Đây là tác phẩm thứ hai của anh Tuấn Phương quý vị nhé. Một tác phẩm có tên là Xuân Thu. À, cấu trúc một cây xanh có hai cái đường thân, một thân trực và thân hoành. À vâng, à vâng, em chào anh. Chào anh nhá. Anh ở đâu ạ? Anh ở Thanh Trì. À vâng, anh ở Thanh Trì. Xem kênh của bạn. À vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhá. Dạ vâng. Đấy, những rất là vui khi được gặp những cái các anh hay theo dõi Bonsai Đức Huy. Thì chỉ cần các anh nói ra cái câu hay xem Bonsai Đức Huy là Bonsai Đức Huy cũng đã phấn khởi lắm rồi. Đây tác phẩm, trở lại tác phẩm Xuân Thu. Thì đây là một cái cây một cây cổ anh Tuấn Phương anh đã giật đi và anh tạo tác lại và để cho bóng dáng cây cun côn rụt hơn, tổng thể cây gọn gàng rất nhiều quý vị nhé. Thì anh có chia sẻ cây này là ngày trước là ở cái bể đá rất là to quý vị nhé,
đập đá đi, giật chân bệ. Hiện nay là cây ra cái hình dáng như này, đẹp lắm quý vị nhé. Thì mỗi cây một cái cho ta một cái cảm nhận riêng, một cái góc nhìn nghệ thuật riêng. Thì cây này cũng cho mọi người một cái cảm nhận về nghệ thuật bonsai. Cảm ơn quý vị, đây là tác phẩm thứ 3 của anh Tuấn Phương quý vị nhé. Một tác phẩm có tên là Mẫu Tử. Một cái tên rất là ý nghĩa, Mẫu Tử. Hai mẹ con quý vị nhé. Chắc hẳn là ai cũng biết là Mẫu Tử là hai mẹ con rồi. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái hai mẹ con ở đây rất là tình cảm. Một thân một người con nép vào lòng mẹ, thể hiện một sự đầm ấm và rất là tình cảm. Người mẹ che chở cho người con. À vâng, chào anh. Tuyệt vời lắm. Hai cây rất là chặt chẽ, bổ trợ nhau. Đấy, thể hiện một người mẹ che chở, dìu dắt và đùm bọc người con. Mang yếu tố nhân văn rất là cao quý vị nhé. Thì ngoài cái yếu tố nhân văn thì còn cái yếu tố nghệ thuật của tác phẩm. Mặt này hơi ngược sáng một chút quý vị ạ. Quý vị là mặt này hơi ngược sáng. Thời tiết đang râm mát và các anh em đã đến tham quan đông hơn quý vị ạ. Thì trên đây là ba tác phẩm của anh Tuấn Phương tại Thanh Trì, Hà Nội. Và vừa bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị. Thì bonsai Đức Huy cũng xin phép dừng video ở đây và chào quý vị nhé.